mà chúng ta nếu khi chúng ta để như này ấy, thì bài chúng ta nhìn nó hơi khó nhìn. Ví dụ chúng ta nên mặt T, Z này bị màu trắng đúng không, tất cả các mặt khác đều bị màu trắng. Do vừa nãy chúng ta chọn ở chức năng là mình đang show cái background environment ấy, đó là cái hậu cảnh. Chứ nếu vậy chúng ta muốn hết tình trạng bị như này, chúng ta bấm vào view này, chọn cho mình view background, và chúng ta chọn cho mình chức năng là solid color hoặc là gradient color đều được. Nếu bài chúng ta sẽ hết cái bị tình trạng bị trắng hoặc là bị xám một cái màu nhé. Để xem các video về 3ds Max, các bạn vào một phương pháp, một 3ds Max. Chúc các bạn thành công.